Dạ, hôm nay em hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái chai lơ lỏng này để bôi lên mặt mịn của miếng da. Miếng da thường thì bên mặt lông á, mình dùng cái gom lơ mình bôi lên nó dễ. Còn bên đây á, thường mọi người bôi á, nó không bám. Nếu mà mình không có máy khò để chải cái lơ vậy nó không bám rồi. Rồi bữa nay em làm cái chai lơ này mọi người sẽ bôi dễ hơn, mình lắc kỹ lên rồi mình sẽ thấm vào cái miếng, mình thấm ướt thì ướt vào cái miếng bông gòn. Ở đây là em đổ ra cái này để em lau cũng dễ. Lau lên nó sẽ gì vậy? Nó sẽ bám một cái lớp lơ rất là đều luôn. Còn lúc lau mọi người chú ý, lúc mà cái miếng này nó gần khô mình đừng có chà nữa, mình là làm vậy nó sẽ đều hơn. Nếu mà khô mà mình chà nó sẽ bết bết bết. Mình lau vậy là một lớp lơ rất là phẳng, mình nó sẽ bám bên trên mặt da, mình liếc nó sẽ đều. Cái này thường thì mình để khô khoảng 15-20 phút cho nó khô. Nếu mà mình để nó còn ẩm ẩm thì mình lướt liếc nó kéo cái lơ đi. Và khi mình liếc trên mặt này mà nó bị đen á, mình dùng cục này, mình dùng cái cạnh của cái cạnh mềm á, mình chà lên những chỗ đen là nó ăn cái bao bìa đi. Em sẽ làm tiếp một cái nữa. Mọi người dùng cái lơ lỏng này để thế hoàn toàn cho bột lơ luôn cũng được, cái mình xài hết đó. Và khi nào mình bôi cục lơ mà nó bị vón, mình dùng cái chai lơ là mình lau cái chỗ vón, nó sẽ vàng cái chỗ vón vậy. Rớt lơ rồi đều hơn, mình bôi tay hoặc là dùng máy khò nó cũng khó mà nó đều như vậy được.